Xin chào các bạn. Hi. Ok, vậy là còn chừng đâu khoảng tầm 2 tháng nữa thôi là chúng ta đã bước vào kỳ thi JLPT lần 2 trong năm nay rồi đúng không ạ? Không biết là mọi người đã chuẩn bị cho kỳ thi này đến đâu rồi? Ok, hãy và ở trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ôn lại cũng như là học thêm mới những từ vựng theo chủ đề. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chủ đề liên quan đến những công việc, những việc, những thứ mà chúng ta sẽ làm trong một ngày nhá. Hãy, sasoku ikimashou! Đầu tiên mọi người hãy nhìn lên slide đầu tiên này của chúng ta. Mọi người nhìn thấy chủ đề của cái slide này chưa ạ? Hai. Đầu tiên thì bắt đầu một ngày chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi sáng đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ có những việc chúng ta sẽ làm vào buổi sáng trước này. Đầu tiên khi mà buổi sáng thì chúng ta sẽ có những cái công việc như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào cái vòng tròn cái vòng tròn những cái chữ mà có in màu đậm nhất ở vòng bên trong cùng nhá. Được chưa ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào chữ Khao Arau. Khao Arau, đúng không? Thì đó là gì nhỉ? Rửa mặt. Khao là mặt, Arau là giặt rửa. Thì ghép lại chúng ta có cụm Khao Arau là rửa mặt nhá. Hai. Tiếp theo chúng ta sẽ đi theo vòng ở phía bên phải. Chúng ta có từ Shawao Abiru. Shawao Abiru. Shawa chính là cái vòi hoa sen đúng không? Và Abiru chính là cái hành động dội nước lên. Thì ở đây cả cái cụm này mình sẽ hiểu là tắm vòi hoa sen. Được chưa? Hai, gì? Hao migaku. Hao migaku là gì đây? Đánh răng đúng không ạ? Ok. Tiếp theo, kutsu o haku. Kutsu o haku là xỏ giày, đi giày. Được chưa? Tiếp theo là junbi o suru. Junbi o suru là chuẩn bị đúng không? Hai. Tiếp theo, nebo. Nebo hoặc là nebo suru. Cái từ này thì chắc hẳn là mọi người sẽ khá là thích thú với nó. Nó là cái từ gì nhỉ? Mang nghĩa là gì? Mọi người có biết không nhỉ? Hay, nebo suru với nghĩa là ngủ quên đúng không? Ngủ quên. Được chưa nào? Ok, tiếp theo chúng ta có một động từ là okiru. Okiru. Okiru là thức dậy. Thức dậy. Ngoài cái nghĩa thức dậy ra thì cái từ okiru nó còn mang thêm một sắc thái nghĩa nữa mọi người có thể nhớ thêm. Đó là gì nhỉ? Xảy ra. Xảy ra, một cái gì đó xảy ra. Tai nạn xảy ra chẳng hạn. Nó bằng nghĩa với cái từ okoru nhá, okoru và okiru nó đều mang chung một nghĩa đó là xảy ra. Được chưa? Ok, ở trong slide này thì mình sẽ nhớ nó với nghĩa là thức dậy nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có asagohan. Asagohan bữa sáng hay là cơm sáng đúng không? Hay tiếp theo một động từ cũng rất là quen thuộc, taberu. Taberu là ăn đúng không? Hãy, ăn thì sẽ có, uống chúng ta có nomu. Nomu là uống này. Ok. Tiếp theo, oyu o wakasu. Oyu o wakasu. Wakasu là cái động từ đun sôi, làm cho nó sôi. Thì sẽ là làm cho cái nước nó sôi lên đúng không? Thì cái cụm này là kiểu mình đun sôi nước này. Được chưa nào? Hãy. Và tiếp theo một từ cuối cùng ở trong vòng đầu tiên này chúng ta sẽ có động từ đó là dekakeru. Dekakeru là đi ra ngoài. Ok chưa nào? Chắc hẳn là những cái từ vựng ở trong vòng đầu tiên này thì mọi người đều đã rất là quen thuộc rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái từ vựng có cái màu nhạt hơn một chút ở phía bên ngoài. Thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở trên góc trên cùng có gì đây? Mega sameru. Mega sameru là tỉnh dậy hay là thức giấc. Đúng không? Ok, tiếp theo xuống phía bên dưới chúng ta có từ tenki yoho. Tenki yoho là dự báo thời tiết. Thường thì chúng ta cũng hay xem dự báo thời tiết vào buổi sáng đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ có từ Tenki Yoho ở đây. Tiếp theo xuống phía dưới nữa. Xuống phía dưới chúng ta có từ Kesho Suru. Kesho Suru. Cái từ này thì ở các bạn nữ đúng không? Đặc biệt là các bạn nữ thì sẽ rất là quan trọng và không thể thiếu được. Đó là cái từ gì nhỉ? Kesho Suru. Make up hay là trang điểm đúng không? Ok. Tiếp theo ngay bên cạnh nó chúng ta có từ kigae. Kigae suru. Kigae suru là cái việc thay đồ. Thay đồ, chứ là thay quần áo nhá, thay quần áo. Tiếp theo ngay bên cạnh nó chúng ta có từ kisho. Kisho. Thì nó cũng giống nghĩa với cái từ okiru là thức dậy. Thức dậy. Được chưa? Tiếp theo bên cạnh nó chúng ta có từ mezamashi doke. Mezamashi doke là cái đồng hồ báo thức. Ok, rồi tiếp theo, kesu. Cái từ kesu này thì mình nên đi kèm với cái từ denki ở ngay phía trên để mình tạo thành một cái cụm nó dễ hiểu hơn. Denki o kesu là
điện. Đúng không? Tắt điện. Denkyo kesu. Rồi, ok, vậy là chúng ta đã hết cái vòng ở cái màu xanh nhạt thứ hai. Và cuối cùng là những từ nằm trong cái vòng mà có màu trắng, là những từ mà có thể coi là nó sẽ khó hơn một chút, đúng không? Đầu tiên chúng ta có từ ngay trên đầu luôn đi. Chōshoku. Chōshoku. Nó chính là asagohan, nhưng mà là một cách nói nó xịn xò hơn một tí nhá. Chōshoku là bữa sáng, đúng không ạ? Bữa sáng. Hay. Ngay bên cạnh nó thì mình sẽ có một cái từ là kami o tokasu. Kami o tokasu. Tokasu là chải tóc, chải đầu. Được chưa? Hay. Ok nhá. Và tiếp theo ở phía bên này chúng ta có từ motteiku. Motteiku. Đúng không? Là mang đi. Mang đi. Thường là mang gì buổi sáng? Chúng ta có thể là mang mang bento. Đúng không? Mang cơm hộp đi chẳng hạn. Đó nhá. Và cuối cùng chúng ta có một từ ở phía dưới nữa là hayaoki. Hayaoki. Thì ở đây sẽ là gì nhỉ? Chính là thức, gọi là gì nhỉ? Dậy sớm, đúng không? Dậy sớm. Ok. Hay. Ok, đó là một số những cái hành động, những cái công việc, những cái hành động đúng không mà chúng ta sẽ làm vào trong buổi sáng. Nếu mà còn thêm những cái hành động gì khác nữa mà các bạn biết được thêm hay là nghĩ ra thêm thì có thể comment xuống bên dưới để cho các bạn khác cùng nhau tham khảo nhé. Hãy tiếp theo chúng ta sẽ đến vào buổi sáng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu những cái công việc vào buổi trưa nhé. Hãy buổi trưa của chúng ta thì sẽ chỉ có một vài hành động cơ bản, một vài hành động rất là ngắn thôi, bởi vì là thời gian buổi trưa của chúng ta cũng sẽ ngắn đúng không? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta cũng sẽ có phải có gì? Nghỉ trưa. Hiru yasumi. Đúng không ạ? Hiru yasumi, nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ ăn. Ăn trưa đúng không? Chúng ta sẽ có đầu tiên là obento. Obento là cơm hộp. Đúng không? Vừa nãy chúng ta có động từ mang đi là gì đấy mọi người nhớ? Motteiku, đúng không? Obento motteiku. Rồi, đấy là mang cơm hộp đi nhá. Cái từ bên cạnh cái từ obento, chúng ta sẽ có cái từ này là chūshoku. Chūshoku. Vừa nãy chúng ta có từ bữa sáng là gì mọi người nhớ nhỉ? Chōshoku đúng không? Hãy chōshoku. Bây giờ buổi trưa sẽ là chūshoku, là bữa trưa. Bữa trưa đúng không ạ? Ngay bên dưới chúng ta có từ shokudo. Shokudo là nhà ăn. Tiếp theo xuống phía dưới chúng ta có hirugohan. Hirugohan, cơm trưa. Cái này thì dễ rồi đúng không? Nó giống với asagohan ạ. Được chưa? Tức là nó cùng cái cách dùng với asagohan. Asagohan là bữa sáng, hirugohan là bữa trưa. Đó, được chưa? Hay là chúng ta có từ restaurant. Restaurant, chúng ta không ăn cơm hộp đúng không? Không ăn ở nhà ăn, không ăn ở shokudo, mà chúng ta sẽ ra restaurant ăn chẳng hạn. Hay. Ok. Một từ nữa ở ngay phía bên trên cũng là màu xanh nhạt, chúng ta có từ kyūkei. Kyūkei là nghỉ giải lao. Nghỉ giải lao. Nhá. Và hai từ màu trắng chúng ta có từ đầu tiên sẽ là từ gaishoku. Gaishoku là ăn ngoài. Ăn ngoài, tức là ra bên ngoài ăn mà không tự nấu ở nhà. Được chưa? Và cái từ thứ hai sẽ là từ kinenseki, là cái chỗ ngồi cấm hút thuốc. Chỗ ngồi cấm hút thuốc. Ok. Rồi, tiếp theo đến buổi trưa chúng ta sẽ có buổi chiều đúng không? Ok, yugata. Yugata là buổi chiều, tầm buổi chiều tối á nhá, chiều tối á. Thì chúng ta sẽ có những hành động như thế nào? Chúng ta sẽ có gì đây? Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn xuống phía dưới trước. Buổi chiều khi mà chúng ta kết thúc công việc tầm 5 giờ 6 giờ đúng không? Chúng ta sẽ ie ni kaeru, sẽ đi về nhà. Hay là đi học đúng không? Học xong chúng ta sẽ ie ni kaeru, sẽ đi về nhà trước này. Sau đó thì chúng ta sẽ có những hành động như nào? Yūhan. Yūhan là cơm tối. Cơm tối này. Hay là nên thì bên trên chúng ta có yūgohan. Yūgohan cũng là cơm tối. Yūhan, yūgohan tương tự như vậy đúng không? Hay là chúng ta có sports. Sports là chơi thể thao. Đó. Hay bên cạnh nó mình có từ shūmi. Shūmi là cái sở thích. Anata no shūmi wa nan desu ka? Hãy comment してください nhé. Rồi, ngay phía bên dưới từ shūmi thì chúng ta sẽ có từ là manga. Đúng không? Manga. Manga là cái truyện tranh của Nhật ạ. Rồi, ngay phía bên dưới manga chúng ta sẽ có từ yūshoku. Yūshoku là bữa tối. Bữa tối. Ok. Hay, và những cái từ mà có màu xanh nhạt hơn chúng ta sẽ có từ đầu tiên từ kitaku. Kitaku ở phía bên trên nó bằng với cái từ ie ni kaeru, là về nhà đấy. Được chưa? Về nhà. Kitaku suru. Hay là xuống phía dưới chúng ta có một từ là tsukiai.
ski ấy, đi làm về xong đúng không? Ăn cơm về nhà này, ăn cơm rồi tắm rửa chơi thể thao các thứ, sau đó thì mình đi ski ấy, đi hẹn hò đúng không? Hay. À, tiếp theo một từ nữa là game. Không đi hẹn hò thì mình ở nhà mình chơi chơi game được chưa nào? Hay. Và một từ cuối cùng có màu trắng ở một cái từ có màu trắng duy nhất ở trong cái slide này, đó là cái từ nominik. Hay, không đi hẹn hò. Không chơi game thì mình sẽ làm gì đấy? Đi nhậu với bạn, đúng không? Nominik, đi uống thì mình có thể hiểu sang tiếng Việt là đi nhậu nhá. Hay, ok, đấy là buổi chiều tối đúng không? Bây giờ mình sẽ đến những cái hành động, những cái công việc mình sẽ làm vào buổi tối. Muộn một chút. Hay, yoru. Đêm đúng không? Thì chúng ta sẽ có những hành động như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái hành động như là gì đây? Có thể là meru o check suru. Meru, đúng không? Meru là mail, check suru là mình check mail. Hay là chúng ta sẽ có bang gohan, cơm tối. Cơm tối. Hay là terebi o miru, xem TV chẳng hạn. Đúng không? Ăn cơm xong mình sẽ xem TV. Hay là ofuro ni haeru. Ofuro ni haeru. Vừa nãy chúng ta có một cái từ tắm vòi hoa sen là gì mọi người nhớ nhỉ? Shawa o abiru. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ không tắm vòi hoa sen nữa, mà ở Nhật thường là mình sẽ làm gì đây? Ofuro ni haeru. Đó là ngâm mình trong bồn tắm. Được chưa? Hay, ok nhá. Tiếp theo chúng ta có hao migaku. Hao migaku chúng ta đã làm vào buổi sáng và buổi tối chúng ta cũng sẽ đánh răng đúng không? Nên ở đây cũng sẽ xuất hiện hao migaku, đánh răng. Ok. Tiếp theo là gì đây? Nemuru. Nemuru và neru. Ngay bên trên của nó là neru đúng không? Chúng ta có hai từ luôn. Hai từ này đều là ngủ. Thì cái từ nemuru ấy nó sẽ mang cái sắc thái nghĩa là ngủ sâu giấc. Còn neru thì có thể nó mới chỉ đơn giản là chúng ta nằm xuống thôi, chúng ta chưa ngủ hẳn thì có thể dùng cái từ neru nhá. Hay là ngủ rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Yume o miru. Yume o miru. Mơ đúng không? Mơ những giấc mơ đẹp. Đó. Và một từ cuối cùng ở trong cái slide này đó là cái cụm từ internet o miru. Kiểu chơi mạng ấy. Nghịch hay là chơi hay là xem những cái thứ trên mạng internet. Đấy, nói chung chung như vậy, có thể là Facebook, TikTok, gì đó vân vân. Đúng không? Ok. Hay, đó là hành động sáng, trưa, chiều, tối của chúng ta. Và ban ngày thì chúng ta sẽ có thể là những bạn đi làm hay là những bạn đi học chẳng hạn. Thì đầu tiên là đối với các bạn đi học thì chúng ta sẽ có một số những cái từ vựng cơ bản như sau. Đầu tiên là kayo. Kayo. Kayo là cái việc đi đến trường. Gakko ni kayo. Đúng không? Đó là nó nói về cái hành động đi về giữa hai nơi thường xuyên xảy ra. Có thể đi đến trường, đi đến bệnh viện hay là đi đến công ty đều được nhá. Tiếp theo ngay phía bên dưới mình có benkyo. Benkyo suru. Đi đến trường để học đúng không ạ? Hay. Rồi xuống phía dưới nữa hẳn xuống thì mình có từ jugyo ukeru là tham gia giờ học. Tiếp theo bên trên chúng ta sẽ có shusseki. Shusseki là tham gia, có mặt. Đúng không nào? Hãy tiếp theo bên trên nữa chúng ta có từ testo ukeru. Tức là mình làm bài kiểm tra, mình tham gia kiểm tra. Hãy. Và cái vòng bên ngoài màu nhạt hơn chúng ta sẽ có từ đầu tiên keseki. Trái ngược với suseki đúng không ạ? Nó sẽ mang nghĩa là vắng mặt, nghỉ học. Đó. Xuống phía dưới chúng ta có từ tsugaku. Tsugaku cũng là cái việc đi học. Đúng không? Bên phía này chúng ta có từ gakushu. Gakushu là học. Và bên trên chúng ta có từ chikoku. Chikoku suru. Thì nó sẽ mang nghĩa là muộn, chậm muộn. Và cuối cùng một từ màu trắng duy nhất ở đây là cái từ sotai. Sotai là về sớm. Có thể là đi học về sớm, đi làm về sớm. Sotai sasete itadakemasen ka? Có thể cho phép em về sớm được không ạ? Đó, khi mình muốn xin phép một cách lịch sự mình có thể nói cái câu như vậy đúng không? Ok nhá. Hay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái slide liên quan đến nhà ga. Thì chúng ta sẽ có gì ở đây ạ? Đầu tiên eki là nhà ga, là ga đúng không ạ? Thì ở bên trong này chúng ta sẽ có đầu tiên densha ni noru. Ra ga chúng ta sẽ lên tàu. Lên tàu. Hay là lên tàu xong đến nơi mình sẽ densha o oriru là xuống tàu. Đúng không? Tiếp theo chúng ta có động từ manyau. Manyau là kịp. Kịp. Xuống dưới aiteru. Aiteru là trống. Trống, tức là cái ghế nào đó nó trống.
đúng không? Hoặc là phía dưới là gì đấy? Conde là đông, đúng không? Đông, ý là đông người. À, bên cạnh nó thì mình có từ bus. Bus là xe bus. Trên đó là 自動車, nó giống với 車 là ô tô, đúng không? Tiếp theo là ô tô bay là xe máy. Và cuối cùng là 自転車 là cái xe đạp. Ok, đều là những từ vựng rất là cơ bản, rất là quen thuộc của chúng ta rồi, đúng không? Coi như là chúng ta đang ôn lại một chút nhá. À, tiếp theo ở vòng bên ngoài chúng ta sẽ có những cái từ như thế nào? Đầu tiên ở phía bên trên chúng ta có từ 混雑中. Đó, thì ở đâu đó khi người ta có treo cái biển là 混雑中, ý là ở đó bây giờ đang rất là đông, đang rất là nhiều người đang chờ, kiểu như thế. Hay là ở bên này chúng ta có từ 만인. 만인, 만 là chữ mãn trong cái việc là đầy, đúng không? Thì 만인 là gì? Là đầy người rồi, đủ người rồi. Đấy, có thể là trên tàu thì là ý là chật kín người rồi. Hay là trong rạp chiếu phim thì ý là đầy hết chỗ rồi. Kiểu như thế, thì dùng cái từ 만인. Xuống phía dưới chúng ta có 히토고미 là một đám đông. Một đám đông. Tiếp theo phía dưới nữa chúng ta có từ 乗り換える. 乗り換える là đổi tàu, đổi xe. Và cuối cùng một từ màu trắng duy nhất ở trong đây là từ 徒歩. 徒歩 không có trường âm gì cả, đúng không? Nó nói về cái việc đi bộ bằng với 歩く. Được chưa? 徒歩 là đi bộ nhá. Ok chưa nào? Hay, 次. À, vừa đến trường rồi, ra ga rồi. Bây giờ mình sẽ có đi đến công ty, đúng không? Chúng ta có slide liên quan đến 会社 là công ty. Thì chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên 会社に勤める. 会社に勤める. À, là làm việc tại công ty. Nó bằng vừa cái cụm là 会社で働く, cũng là làm việc tại công ty. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo chúng ta xuống phía dưới chúng ta có từ 会議. À, đi làm thì sẽ có những cái cuộc họp, đúng không? 会議, cuộc họp. Và tiếp theo bên cạnh nó chúng ta có từ 仕事する. 仕事する là làm việc. Đó. Tiếp theo là một số những cái từ màu nhạt hơn, đúng không? Chúng ta có 職場. 職場 là nơi làm việc nhé. Nơi làm việc. Phía dưới chúng ta có từ gì đây? 通勤. 通勤 là cái việc đi làm. Đi làm thì nó sẽ bao hàm cái việc là đi từ nhà đi đến công ty và từ công ty quay về nhà. Nhớ. Tiếp theo bên này chúng ta sẽ có từ 出勤. 出勤 thì cũng là đi làm. Thì mình sẽ hình dung nó là cái việc mình đi từ nhà đến công ty để làm việc. Là đi làm thôi. Còn vừa đấy là 出勤 nó sẽ bao hàm là đi về. À, đi về giữa nhà và công ty. Được chưa? Rồi ở phía bên trên chúng ta có từ 遅刻. Vừa nãy chúng ta gặp rồi đúng không? Hay là chậm muộn. Đó. Và cuối cùng một số những cái từ màu trắng ở phía bên ngoài chúng ta sẽ có gì đây? Đầu tiên phía bên trên cùng chúng ta có từ 出社, đúng không? 出社 là gì? 出社 là đi làm. Đó, đi làm, đến công ty làm việc. Bên này chúng ta có từ 経験. 経験 là nghỉ làm. Nghỉ làm, vắng mặt. Phía bên dưới là từ 退社. Cái từ 退社 này thì có hai sắc thái nghĩa. Và cái sắc thái nghĩa dùng chính của nó sẽ là cái sắc thái nghĩa liên quan đến việc là tan làm, tức là hết giờ và mình đi về. Và cái sắc thái nghĩa thứ hai nó cũng mang cái nghĩa là thôi việc ở một công ty nào đó. Hay. Rồi tiếp theo chúng ta có từ 残業. 残業 là làm thêm, tăng ca, đúng không? Từ cuối cùng ở đây là 勤務 là làm việc, có thể là 勤務時間. Đúng không? 勤務時間 là thời gian làm việc chẳng hạn. Đó, it is good. Ok, đó là việc ngoài công ty, rồi đi học, rồi ở ngoài ga. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ có một số những công việc nếu mà chúng ta ở nhà thì sẽ có những cái gì, đúng không? Hãy. Đó chính là nội dung liên quan đến 家事. 家事 là việc nhà, đúng không? Ngày thường chúng ta có thể đi học, đi làm gì gì đó vân vân. Thế nhưng mà ngày nghỉ chúng ta ở nhà, chúng ta sẽ làm những cái việc nhà, thì chúng ta sẽ có những cái hành động như thế nào? Ok chưa nào? Hãy, đầu tiên chúng ta sẽ có một cụm 家にいる. 家にいる là ở nhà đã, đúng không? Ở nhà, ở nhà làm việc nhà. Hãy. Tiếp theo chúng ta sẽ có ゴミを捨てる. ゴミを捨てる là vứt rác. Tiếp theo 洗濯. 洗濯する là giặt quần áo, giặt rũ, đúng không? Ngay phía bên dưới chúng ta có ゴミを出す, nó cũng giống với ゴミを捨てる là vứt rác thôi, đúng không? Tiếp theo là 料理. 料理 thì là món ăn. Chúng ta có thể dùng cái cụm là 料理を作る. 料理を作る là nấu ăn. Tiếp theo 赤ちゃん.
Akata, em bé. Tại sao lại có từ em bé ở trong cái công việc liên quan đến kaji là việc nhà đúng không? Thì có thể là ở nhà chúng ta phải trông em bé. Tiếp theo, sodateru là nuôi dạy. Tiếp theo, petto là thú cưng. Đúng chưa nào? Sewa, sewa là chăm sóc. Tiếp theo là gì đấy? Neko và inu. Neko và inu, chó mèo đúng không? Cái này đơn giản rồi. Và cuối cùng là từ kau. Kau, kau đây không phải là mua, mà kau đây nó là nuôi, nuôi động vật, nuôi thú cưng. Ok chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái chuyển sang cái vòng thứ hai ở bên ngoài, chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có bên trên đi. Sōjiki. Sōjiki là cái máy hút bụi nha mọi người. Máy dọn dẹp đúng không? Hay. Ở phía bên dưới chúng ta có từ sōji là dọn dẹp, là vệ sinh. Đó. Xuống dưới nữa chúng ta có từ shokubutsu. Shokubutsu là thực vật. Động vật là gì nhỉ? Dōbutsu đúng không? Dōbutsu. Ok. Xuống dưới nữa là ueru. Ueru là trồng, trồng cây á. Nhớ. Tiếp theo bên này chúng ta có từ gì? Suiji. Suiji là việc bếp núc. Những cái việc bếp núc nói chung. Hay là hosu. Hosu là phơi. Sentaku mono hosu là phơi những cái đồ mình đã giặt ạ. Xem nào. Tiếp theo kanso. Kanso là khô đúng không? Tiếp theo nữa là gì đấy? Ikuji. Ikuji. Ikuji là cái việc nuôi dạy trẻ. Cuối cùng là ba cái từ vựng có màu trắng đúng không? Chúng ta có từ sentaku mono thì vừa đã nói xong. Sentaku mono hosu là phơi những cái đồ mình đã giặt, những cái quần áo mình đã giặt ạ. Đó. Thì sentaku mono chính là những cái đồ, những cái quần áo mình đã giặt đúng không? Tiếp theo, dasui. Dasui đây là một cái chức năng ở trên cái máy giặt mà chúng ta thường hay thấy, đó là cái chức năng gì? Vắt nước. Dasui vắt nước. Ok. Và cuối cùng ở bên này chúng ta có từ vunbetsu là phân biệt, phân biệt. Được chưa? Hay. Ok, saigou desu. Hay cái chủ đề, cái phần cuối cùng liên quan đến những công việc mà chúng ta sẽ làm ở trong một ngày đúng không? Đó là gì đấy? Kaimono. Hay kaimono suru. Đúng không? Chúng ta không đi học, không đi làm, không ở nhà làm việc nhà, chúng ta sẽ đi mua sắm đúng không nào? Hay ở đây chúng ta có cái gì? Mua sắm thì chúng ta sẽ phải đi super siêu thị hoặc là depato, đi trung tâm mua sắm, đúng không? Thì ở dưới chúng ta có một động từ yoru là ghé vào. Ghé vào, yoru nhá. Ni yoru, ghé vào đâu đó, đi với trợ từ ni, được chưa? Phía dưới chúng ta có ginko. Tại sao lại có ginko? Đi mua sắm thì phải có ngân hàng, phải ghé vào ngân hàng rút tiền rồi mới đi mua sắm được, đúng không? Đấy, tiếp theo, yubin kyoku là bưu điện. Tiếp theo, vòng bên ngoài thứ hai chúng ta có gì, từ gì nhỉ? Ở phía bên trên, nichiyohin. Nichiyohin, những cái đồ dùng hàng ngày, đồ dùng thiết yếu hàng ngày ạ. Tiếp theo là shokuryohin. Shokuryohin là những cái lương thực, thực phẩm, những cái đồ nấu ăn á. Xuống phía dưới, waribiki. Waribiki là giảm giá đúng không ạ? Này. Xuống dưới nữa chúng ta có yakusho là những cái cơ quan hành chính của nhà nước. Tiếp theo, hikidasu. Hikidasu, okane o hikidasu. Làm gì đấy ạ? Okane o hikidasu, rút tiền đúng không? Hay. Tiếp theo, azukeru. Okane o azukeru. Kodomo o azukeru là gửi, đưa cho. Đó. Tiếp theo, kōkyō ryōkin. Kōkyō ryōkin là những cái chi phí công. Ý là những cái chi phí mà do chính phủ, do một cái tổ chức đoàn thể nào đó đã quy định sẵn. Thường sẽ nói về những cái tiền điện, tiền ga, tiền nước vân vân của chúng ta ấy. Nhá. Tiếp theo ở bên trên chúng ta có một cụm nữa, okane o orosu. Nó bằng với okane o hikidasu. Là gì nhỉ? Rút tiền, đúng không? Orosu, orosu rút tiền. Tiếp theo shokuhin là lương thực, thực phẩm, đồ ăn đúng không? Tiếp theo là cái vòng cuối cùng ở phía bên ngoài chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên, konbini. Cái từ này chắc chắn là ai cũng sẽ biết đúng không? Konbini chính là những cái cửa hàng tiện lợi. Đó. Tiếp theo, shotengai. Shotengai là cái khu phố mua sắm. Dạ. Phía dưới nữa, zakka. Zakka. Nó nói về những cái đồ lặt vặt. Đó. Phía dưới nữa là gì đây? Yasuri. Yasuri. Cái này dễ rồi. Yasu thì là yasui đấy. Nằm trong từ yasui. Nhưng không có chữ y nha mọi người nhá. Yasu thôi. Yasui là rẻ. Đằng sau uri trong từ uri được là bán ấy. Thì đây ghép lại thôi chúng ta sẽ có cụm gì nhỉ? Bán rẻ.
đúng không? Giả sư ưu đi nhá. Tiếp theo nữa là gì, từ gì nhỉ? Si shok. Si shok là ăn thử. Tiếp theo, yokin. Yokin là tiền gửi nhá. Bên trên nữa chúng ta có từ gì? Furikom. Furikom là chuyển, chuyển tiền, chuyển tiền. Hay cuối cùng bargain. Cụm, cái cụm mà đầy đủ của nó sẽ là bargain sale. Bargain sale đúng không? Nó là giảm giá. Đó, và tách ra đứng một mình là bargain nó là cũng là giảm giá, hay là đứng một mình là sale nó cũng là giảm giá, hoặc là ghép cả cái cụm đấy vào nó cũng là giảm giá. Đó, và cái từ mà chúng ta gặp nhiều hơn ở trên những cái mark ở siêu thị, đúng không? Trên những món hàng ở siêu thị thì chúng ta hay gặp cái từ gì nhỉ? Wadibiki. Đúng không? Wadibiki. Hay là từ hangaku. Hangaku. Các bạn nào biết từ đấy không? Hangaku là một nửa giá. Đúng không? Hay. Ok. Đó là tất cả những cái từ vựng liên quan đến công việc, những cái việc mà chúng ta làm trong một ngày. Nếu mà các bạn còn có những cái từ vựng nào đó liên quan đến cái chủ đề này thì có thể comment xuống phía dưới để chúng ta cùng nhau học hỏi thêm và biết thêm nhiều từ mới hơn nữa nhé. はい、OK、皆さんお疲れ様でした。じゃあ、またねー。